chị 60 tuổi rồi mà ngưỡng mộ thầy em quá, mà chị không có tài sản gì để hiến cho thầy em. Chị hiến cho thầy em được không? được các chị nghe. Nhiều khi cái món mới thầy em bà ổng khoái đó. Ngày xưa giờ ổng ăn cái mấy món trẻ trẻ không à, cỡ 18-20 cặp kê được không à, với lại lỡ sụt sồn xíu ổng cũng nhai được. Còn bây giờ cái món này là chắc phải hầm dữ lắm ha chị ha. Nhưng mà nhiều khi thầy em thích cái gu thầy em nhiều lạ lắm, em để tự ruột nhưng em biết cũng không có gành á. Nhưng mà em thấy là thầy em cũng có bài thuốc gia truyền á, lỡ sau này chị có gì là thầy em lấy làm thuốc luôn nghe. Thuốc nó cũng ngon lắm, buồn buồn cái thầy em sách cho người khúc cái ngồi vậy nè. Chị đừng phá bệnh luôn á chị nghe, chị suy nghĩ cho kỹ nha, chứ không là ký giấy xong là mai mốt đội là không được nha. Cái này em nói cho chắc ăn là chị về phải cam kết với người nhà là chị là hiến toàn bộ cho thầy em nghe, chứ không nói là sau này người nhà lên đầu là người ổng đưa là thiếu khúc rồi cũng không có làm được gì đâu á. Em nói trước đó, cái gì mình nói là phải cam kết nha chị nha, chứ thầy em là cái gì là lụm cái đó đó nghe.